Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu. Đối diện nhà nhìn đéo cái đi ngay nhẹ. Cái mẹ sao lại bắt mình nhận định chuyện mình nghe lạ thế. Thế này. Lên chế nghĩa đi làm gì nữa. Đấy, cái chọc chọc đi nó lại nhận mình nhặt lại nhờ nhờ đi không ạ. Thì chặt tức cái gì nghiện đã có đứng cái hướng nó thoải mái rồi đấy mày đúng giờ đó chọc chọc lên tải đi từ từ nên tí nữa ngồi đây trẻ này quá. Bé đi. Bái đó, nó cũng nghịch. Nào em. Đây, 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 đây. Đá bạ nó như tập cái cầm chạy như vậy. Không nhớ bỏ là cái. Bỏ bạc. Đưa lên đây. Lâu rồi thằng Nghĩa đây nó làm được nhanh hơn chưa? Hay nó cứ lề mà lề mề? Nó mất thế. Thế mà anh Kiên vẫn giữ. Thích. Anh nhìn nó cứ như trong cả thằng bạn kia. Đấy, mày nào? Thằng bạn thằng Long. Dạ rồi. Cái thằng đâu? Theo mày có thấy đâu? Mày thấy thằng nào? Mày là tuổi trẻ, anh là tuổi lớn. Mẹ tuổi trẻ đẹp mày à mày. Mày tiếng Anh mày hay rồi, tự tạc cái cài rồi. Mày thì làm nhau tao thôi. Cao tư 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 nữa. Không có làm hơn gì à. Đã về em nhảy nhảy đi. Mạnh à, nhảy quá. Đấy, đấy, đấy. Cái này là tâm tâm rồi đúng không? Bây giờ là em qua xong chắc là xuống đi nghịch chơi game. Có 3 máy để xem luôn. Gì? Anh ngày 15 phút đi lên thăm thằng Nghĩa cái. Đúng đà. Qua đây chứ đừng bắt đầu. Nhận quá ha, nhận nó được vào cào đấy. Nó đánh tay xỉu mà. Cứ hay mấy tài xỉu đấy. Ừ. Chưa trên kia đánh tài xỉu. Cứ bị đánh đầu. Thì cất mấy ăn được 1 lít đấy. Ăn được 1 lít nhưng mà có rút được. À phải tà làm 1 lít vào nữa nó mới rút được. Không, nó chỉ ở cái áp đéo ấy. 100 vẫn rút được. Ú. Bên này mến tâm vào xong nha. Nóng xin quá. Bây giờ anh sẽ tiếp tục tôi mà. Trong bước qua. Trong yêu ơi anh muốn đi em ơi. Khi quen em anh chưa liên quân. Vì ngủ có bát với nhau. Điều thích đánh nhất bằng điều. Ra trường không con ô cho thấy mình không em quên có em thường nói với em vẫn đang do vậy thôi không nên nói cũng không có nhau gì từ khi quen em mỏi quá vậy là mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xem nó có cái gì hay không. Cái gì mẹ em. Anh ra
bán đi. Những cái mua bán cái giá cũng mạnh. Bao tiền? Bình mới, mua đi. Bao nhiêu tiền? Bình mới. 11 mà mười mấy củ? 13, 13 mạnh. Thế bố đang bảo 11 mệnh à? Mua 13 đi em xíu. 13 nó hay bị lỗi. Nhế. Ba mắt nó bị đẹp, hai mắt bị mày đéo biết cái đéo rồi, trước 13 tất bị lỗi xanh mảng nên biết cái đéo rồi. Xong chưa thì mất mấy cổ ấy. Thì mua 14. Mày à, biết cái đéo thì phải lịch sử iPhone. Đấy gãy mẹ cả ngoài. Đây đây ăn ở đây. Đúng rồi. Đây. Đây. Bệnh là cật. Quê đây cật là nên là vui này sao đây? Để đi xem như thế. Ai mà cậu biết quê nữa không? Chả đi, chả mà đi nghe đi, đi mạnh à. Không. Bảo mua cái gì đi. Mua cái gì? Mi đá để ăn. Góp là có mấy chục. Mua một gói. Một gói thôi. Gói to quái lồn. Nhưng mà ăn ở đây xong rồi phải cho ăn rồi. Đâu, có ai đâu. Gì đi, cho có ai đâu mất đi. Cái gì, mẹ thấy lúc mang vào đây xong anh Kiên ngồi ở ngoài. Xong mất chung ngồi ở ngoài. Thì kệ em. Vô hiểu à. Chứ mình để trong đây nè, nếu mà chi thì cho. Kích lộc, nói như mày, nó ngu. Chị đi. Không mấy chục. Khi anh chơi kiên thử cho mẹ bao nhiêu tiền? Buồn chồng. Mấy tháng rồi. Mẹ em thử bao nhiêu tiền cái gì cần mẹ em nó lên đi. Thì cho thì vẫn cho. Thế mà không cho đâu. Để mày mà ăn được y đơn thôi mà. Bạn y đơn thì một tiếp một tí nữa. Tí tiền. Mẹ ông bà là không có tiền để mó. Mình ở đây cũng có 1 triệu cái gì thì quá thì hay hơn thiệt. Thế sao mua được xe gì đó? Xe lại thì cái này bắt đầu cứ đổi vẻ đi. Không phải thằng này đi nó phá chi, để chị để chẳng xe. Mua vẻ thật kỳ thật đi phá chi. Đi bốc đầu, anh này mới bốc đầu không? Không, toàn đi thổ bạc và muốn đi vẽ xe nó đỡ được. Cái địch này xe yếu thế cân 3. Rồi. Cái xe càng càng. Đói, cân 3 đói, cân 4 luôn đó, địch mạnh. 4 đè. Thế thì đã mua làm sao rồi? Vả kẻ cho tàn chiếc xã rồi. Vỡ. Thế rồi cần đi, cần cần này, cần 3, cần 4. Không biết xe. Vậy thì mới tôm vào xong nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm vào nhá. Em phải cần ngủ này. Ngủ cái lỏ đi, mẹ ngủ vừa thôi. Mà nếu biết còn bao tiền. Mà xem em còn bao nhiêu tiền. 900 nói hôm qua một quả vàng, hôm qua rồi. Hết rồi, đánh tài xỉu hết rồi. Cút cặp, mẹ đánh tài xỉu cái gì, bố nó cho cái tiền. Mình hết rồi. Nào, mày, nếu mà mày đánh thì tao cho mày tiền. Nếu mà không đánh thì mày mất tiền à, chưa? Đây 115.000. Hết tiền không? Chuyển đi đéo đâu rồi cái gì mẹ bố biết thử à cái gì có lại để tôi cái gì giấu rồi. Nhưng mà bấm là mua gì nó có chờ tiền không? Có à. Đấy. Chứ ai chờ? Chứ ai chờ? Ai phải? Tao chuyển rồi. Mỗi ngày nó đâu? Có mất tiền đéo được mà. Đấy. Có mất tiền đâu. Cái gì mẹ bố đồ. Cái gì thế mày chuyển đi mày không biết hỏi làm thiếu rồi. Mày chuyển đi vào đấy à? Ừ. Mở ra, mở ra. Đá, mở ra, không, nếu mà có tiền không thì có hay sao? Đấy. Không có hay sao? Không có. Không có. Không có hay thôi. Zalo bè cũng không có. Không có hay thôi, cái này mày giấu đéo đâu ấy. Mỗi mày tiêu hết rồi. Tiêu hết cái điểm quà của mày 900. Mình nhớ tôi bỏ ra không nếu mà nghe cho mình xin một like đăng ký kênh.